Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giải đáp với môn toán. Buổi trưa mình được nghỉ khoảng 2 tiếng thì mình sẽ dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để mình giải đáp tất cả các câu hỏi của các bạn. Buổi hôm nay thì bạn Thảo My hỏi mình tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng fx bằng x cộng với 4 trên x trên đoạn từ 1 đến 3. Bài này mình nhìn rất là quen, không biết là mình đã gặp ở đâu rồi. Thế thì để làm cái bài toán, tìm cái bài toán giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số thì các bạn nhớ cho mình cái phương pháp như này. Có hai cái phương pháp để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số thôi. Thực chất là có 3, nhưng mà thôi mình tổng hợp là có 2. Thế thì kiểu đã nói đến đồng biến nghịch biến của hàm số này, cực trị của hàm số hoặc là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số thì kiểu gì các bạn cũng sẽ phải tính được cái đạo hàm cấp 1. Đấy. Nếu như cái bài toán nhá, bài toán mà người ta không yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một cái khoảng hay một cái đoạn nào đó thì có nghĩa là bạn tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên cái tập xác định của nó. Được chưa nào? Còn nếu như người ta yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái hàm số y bằng fx trên một cái đoạn nào đó, đoạn từ A cho đến B chẳng hạn. Đây, thì các bạn nên làm theo phương pháp như sau. Các bạn tính đạo hàm cấp 1. Sau khi tính được đạo hàm cấp 1 rồi thì các bạn thành lập cái biểu thức như này. A nhỏ hơn x và nhỏ hơn b. Đấy, các bạn đừng lấy tại cái đầu mút A, đầu mút B này nhá, và cho cái y phải bằng 0. Để cho các bạn tìm ra được cái nghiệm x y nào đó thỏa mãn. Các bạn tìm được cái nghiệm nào đó. Được chưa nào? Sau khi tìm được cái nghiệm x y này rồi thì các bạn chỉ việc tính cái giá trị tại các điểm đó thôi. Các bạn tính cả tại hai đầu mút nhé, y tại A này, y tại B này và y tại các điểm x y. Đó. Thế thì sau khi các bạn tìm ra được cái giá trị tại các điểm x y này rồi và giá trị y này tại các đầu mút này thì các bạn tìm xem thằng nào nó lớn nhất. Thằng nào nó lớn nhất trong các ba cái thành phần này, có thể là 4, có thể là 5, kệ nhá, không vấn đề gì cả, thì các bạn bảo nó là đạt giá trị lớn nhất. Đấy chưa? Max của y khi x chỉ thuộc cái đoạn từ A cho đến B bằng cái gì đấy? Bằng max. Max của cái IA, IB này. IB này. Và y tại các điểm xy này. Đấy. Các bạn tìm xem cái thằng nào lớn nhất trong cái này, các bạn bảo nó là max. Thế còn tương tự min, tức là giá trị nhỏ nhất của hàm số min của y khi x chỉ thuộc cái đoạn từ A cho đến B. Chính là min. Min của cái các điểm, giá trị tại các điểm này. Đấy, các bạn biết là để cho nó rất là dễ. Thế còn cái phương pháp thứ hai, tức là các bạn dựa vào bảng biến thiên. Dựa vào biến thiên thì nó cũng không có gì khó khăn cả. Các bạn cứ tính đạo hàm ra, các bạn tìm ra các điểm x, cho y phải bằng 0, tìm ra các điểm x y, sau đó các bạn lập bảng biến thiên. Lập bảng biến thiên thì người ta cho trong cái khoảng hay trong một cái đoạn nào đó thì các bạn tìm, các bạn nhìn thấy cái thằng nào nó lớn nhất thì các bạn bảo lớn nhất, còn nhìn thế nào là nhỏ nhất thì bảo nó nhỏ nhất thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, thì cái phương pháp làm là như vậy. Thế thì vào bài này thì ta làm như nào? Bài của bạn My, bạn hỏi đây, không biết bạn tên là Thảo hay bạn tên là My. Bài này làm này. Thì theo đúng như cái phương pháp mình vừa làm xong ấy, thì các bạn đầu tiên các bạn phải đi tính được đạo hàm cấp 1, đúng không nào? Ta có y phẩy bằng f phẩy x bằng đạo hàm của đây, đạo hàm của tổng thì bằng tổng các đạo hàm. Vậy đạo hàm của x đây bằng 1 và đạo hàm đây của 4 trên x thì các bạn nhớ cho mình là đạo hàm của 1 trên x. Nhớ để làm nhanh thôi, còn nếu không các bạn sử dụng đạo hàm u trên v các bạn cũng vẫn ra thì bằng trừ 1 trên x bình phương. Nha, các bạn nhớ cho mình cái này. Thế thì bây giờ đạo hàm của 4 trên x nó chính là trừ 4 chia cho x bình phương. Đấy, nó rất là dễ. Thấy chưa? Như này xong các bạn thao tác một chút là các bạn quy đồng lên. Còn đối với các bài mà hàm đa thức thì các bạn không phải sử dụng quy đồng hay cái gì cả, thì nó rất là dễ. Các bạn quy đồng lên để lát nữa mình các bạn giải phương trình thôi. Quy đồng này bằng x bình nhân 1 bằng x bình và trừ đi 4. X bình phương trừ đi 4 và chia cho x bình phương. Để chứ nào? Đấy, nó không khác gì trong cái khoảng mà xét khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số cả. Chẳng có gì khác. Được chưa? Tiếp tục các bạn sẽ có này. Ta có. Bây giờ người ta cho tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên cái đoạn từ 1 đến 3 rồi. Thì như nãy mình vừa các bạn nói các bạn ấy, thì các bạn sử dụng cái phương pháp đầu tiên ấy, mà đừng sử dụng cái phương pháp bảng biến thiên làm gì cả, cho nó rắc rối và nó dài. cái cách này nó khá là tường minh, không có gì khó khăn cả. Các bạn thấy từ đoạn từ 1 cho đến 3 đúng không nào? Vậy thì 1 ở đây sẽ nhỏ hơn x và nhỏ hơn 3. Đây chẳng qua nó là điều kiện thôi để các bạn giải cái phương trình y phẩy bằng 0. Y phẩy bằng 0. Các bạn có cái này. Được chưa nào?
Thế bây giờ thay vào thôi, tương đương 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 3. Y phẩy nó bằng x bình trừ 4 chia x bình. X bình phương trừ đi 4 chia cho x bình phương bằng 0. Đấy, thì các bạn thấy rằng cái mẫu này trong cái đoạn từ 1 đến 3 không bao giờ nó bằng 0 được, đúng không nào? Thỏa mãn rồi, luôn luôn thì không cần gì phải điều kiện gì nữa. Đấy chưa nào? Vậy thì tương đương cái mẫu này không thể bằng 0 được rồi, vậy thì để cái phân thức này vào bằng 0 thì bắt buộc cái thằng tử phải bằng 0 thôi. Tương đương 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 3. Đây sẽ là x bình phương trừ đi 4 và bằng 0. Đấy. Dễ đúng không các bạn? Tương đương cái bài này mình nhìn rất là quen, không biết là mình làm ở đâu rồi. 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 3. Đấy, thì x bình trừ 4 bằng 0, các bạn bấm máy tính ra giải phương trình bậc 2, đúng không nào? Thì đây có nghiệm x bằng cộng trừ 2 rồi. Một nghiệm là x bằng trừ 2 và một nghiệm x bằng 2. Đấy. Thì các bạn thấy này, x lớn hơn 1 và nhỏ hơn 3, vậy cái nghiệm x bằng trừ 2 này nó không thỏa mãn trong cái điều kiện này. Thấy chưa? Vậy bạn loại cái này đi. Cái này loại. Đúng không? Cái này thỏa mãn. Thấy chưa? Vậy ở đây mình suy ra có một nghiệm xy bằng 2 thôi. Đấy chưa nào? Sau khi bạn tìm ra cái nghiệm x bằng 2 rồi thì bạn lần lượt tính giá trị tại các điểm xy này. Đấy chưa? Và giá trị của hàm số tại hai cái đầu mút từ 1 và 3. Thế thì bây giờ ta có cái gì? Ta có y tại 1. Đấy, tại đầu mút đấy. Y tại 1 thì các bạn thay ở đâu có x bạn thay bằng 1 thôi, 1 này cộng với 4 trên x. 4 trên 1 bằng 4, 1 cộng 4 này bằng 5. Được chưa nào? Tiếp tục các bạn y tại mút cuối nào, đây là 3. Y tại 3 bằng cái gì nào? Đây nó bằng 3 rồi này. 4/3. 3 cộng 4/3. Đấy, mình rốt nhân ra mình cứ viết lần lượt như này. 33 là 9, 9 cộng 4 thì là bằng 13. 33 là 9 cộng 4 bằng 13/3. Rõ quá. Bằng 13/3. Tiếp tục mình phải tính y tại điểm xy tựa y tại 2. Y tại 2 đây bằng gì nhỉ? 2 này. 4 chia 2 đây bằng 2 này, 2 cộng 2 đây bằng 4. Đấy. Như vậy mình đã tính xong. Tính xong rồi thì bây giờ các bạn nhìn vào trong ba, các bạn nhìn vào ba cái giá trị này, cái chỗ nào lớn nhất thì bạn bảo nó là max thôi. Thế nó rất là đơn giản, nó không có gì khó cả. Vậy bây giờ mình suy ra. Vậy các bạn có thể viết bằng lời nhé. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu đấy? Thì mình nhìn thấy này, 13 chia 3 thì 3 nhân 4 là bằng 12, đúng không? 3 nhân 4 là 12, vậy 13 chia 3 này chắc chắn nó phải lớn hơn 4, được chưa? Vậy 4 thì mình thấy nó là giá trị nhỏ nhất và 5 này là giá trị lớn nhất, được chưa? Thì bạn viết là hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x bằng 1 và giá trị lớn nhất là bằng 5, được chưa? Hoặc bạn có thể là ghi theo ký hiệu, vậy max của y hoặc là max của fx khi x thì thuộc cái đoạn từ 1 cho đến 3 chính là bằng 5. Tại đâu? Các bạn đừng quên như này nhé, tại x bằng 1, được chưa nào? Và giá trị nhỏ nhất là min của y khi x thì thuộc đoạn từ 1 cho đến 3 bằng 4, đúng không các bạn? Tại x bằng 2. Đấy, các bạn thấy rằng nó rất là dễ, đúng không nào? Bạn Thảo hoặc là bạn My này rõ chưa? Bạn chỉ cần bạn cố gắng bạn làm kỹ một cái ví dụ này thôi thì hầu hết các bài toán về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số là bạn sẽ làm được. Tương tự mình sang tiếp theo mình sang cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là của bạn Huy Dũng. Bạn Huy Dũng thì bạn cũng hỏi mình như này là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng. Đây. Y bằng x cộng 1 chia cho căn bậc 2 của x bình cộng 1. Và bây giờ người ta yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn từ trừ 1 cho đến 2. Thế thì bài này không khác gì của bạn My cả, đúng chưa? Thế thì mình làm nhanh của cái bài này nhé. Kiểu gì kiểu các bạn phải tính được cái đạo hàm cấp 1. Còn không bạn không tính được đạo hàm cấp 1 thì các bạn không làm được đâu. Trừ khi các bạn áp dụng theo cách của năm lớp 11 ấy. Nhưng cách của năm lớp 11 thì nó sẽ rất là khó đối với các bài toán này. Bài giải này mình làm nhanh này, mình tính đạo hàm y phẩy
y phẩy ở đây bằng gì? Đạo hàm u trên v đây rồi, thì vậy đạo hàm của x bằng 1 nhân đây thì chính là bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng 1 cộng với đạo hàm của v phẩy nhân u trừ đạo hàm này sẽ bằng là 2x chia cho 2 đạo hàm của mẫu này bằng 2x chia 2 căn bậc 2 của x bình phương cộng 1, đúng không? 2x chia cho căn bậc 2 của x bình phương cộng 1. Chỉ sợ sẽ làm sai cho các bạn thôi. Và nhân với mẫu tức là nhân với x cộng 1. Mình xin lỗi, đây phải là 2 căn nhá. Đạo hàm của căn u thì bằng u phải chia 2 căn u và chia cho mẫu bình. Chia cho mẫu bình thì bằng x bình phương cộng 1. Được chưa nào? Đấy, cái này thực ra là không có gì khó cả, các bạn cứ làm gọi là tỉ mỉ thôi, làm nhiều thành quen, mình thế chẳng giỏi giang gì cả. Thì các bạn nhìn thấy 2 và 2 đây triệt tiêu nhá. Bây giờ mình quy đồng lên luôn. Căn x bình cộng 1 nhân căn x bình cộng 1 thì bằng x bình cộng 1, đúng không? X bình phương cộng với 1 và trừ đi này. X nhân với x cộng 1, đúng không nào? X nhân với x cộng với 1 và chia cho cái căn này nó đẩy xuống dưới mẫu rồi, đây sẽ là x bình phương cộng 1 và nhân với căn bậc 2 của x bình cộng 1. Ok chưa? Bằng gì nào? Ở đây là x bình trừ x bình đây là hết rồi. Ở đây là trừ x, vậy đây nó bằng 1 trừ x chia cho x bình cộng 1 nhân căn bậc 2 của x bình phương cộng 1. Ok. Xong, vậy bước tính đạo hàm mình làm xong, không có gì khó khăn cả. Các bạn để ý nhé, nếu sai ở đâu thì các bạn comment bên dưới cho mình để mình sẽ chỉnh sửa ở trên đấy, để một số bạn yếu yếu các bạn vào, các bạn tránh cái tình trạng các bạn cứ làm theo cái lỗi sai đấy. Thế bây giờ các bạn lại làm thôi, ta có gì? Ta có kia người ta yêu cầu từ đoạn từ trừ 1 đến 2, vậy ở đây sẽ là trừ 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 2. Và ở đây y phải bằng 0. Mình làm nhanh chỗ này nhé. Tương đương này. Đây là trừ 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 2. Thì bạn thấy rằng này, cái mẫu này luôn luôn là một số khác không rồi, và còn lớn hơn cả hơn 0 nữa trong cái đoạn từ trừ 1 đến 2 này, đúng không? Chắc chắn như vậy. Vậy thì bằng 0 khi nào? Khi cái tử này bằng 0. Tử bằng 0 như vậy 1 trừ x ở đây sẽ bằng 0. 1 trừ x bằng 0 thì ở đây suy ra mình sẽ suy ra được nghiệm là x bằng 1. Chỗ này mình đã làm tắt rồi nhé các bạn nhé. Thì 1 này nó có thỏa mãn trong cái đoạn từ trong cái khoảng từ trừ 1 đến 2 không? Thỏa mãn, đúng không? X vẫn lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 2. Vậy nghiệm ở đây nó sẽ là x xì bằng 1. Đấy. Sau khi tính này xong thì bây giờ các bạn chỉ việc là gì? Tính giá trị tại các điểm xy và giá trị tại hai đầu mút thôi, đúng không nào? Ta có y tại trừ 1. Y tại trừ 1 bằng bao nhiêu nào? Thì các bạn thấy ở gì? Trừ 1 cộng 1 đây bằng 0, đúng không nào? Trừ 1 đây dưới căn này bằng căn 2 rồi. Vậy thì đây nó sẽ bằng 0. Tiếp tục các bạn tính y tại 2 bằng bao nhiêu nào? 2 cộng 1 đây bằng 3. 2 bình nhân bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5. Vậy nó sẽ bằng 3 phần căn 5. Ok chưa nào? Tiếp tục bạn phải tính y tại 1. Y tại 1 bằng mấy? 1 cộng 1 đây bằng 2 này. 1 cộng 1 đây bằng 2 này. Vậy bằng 2 chia căn 2. Xong, đã tính xong cái giá trị rồi. Vậy bây giờ tìm xem thằng nào lớn nhất thôi. Thằng này không chắc chắn là nhỏ nhất rồi, đúng không nào? Không đây nhỏ nhất. Ở đây mình xem nào. Bấm máy tính cho chuẩn. 3 phần căn 5 xong bằng mấy nào? 3 chia cho căn 5 bằng 1,34. Cái chỗ này xấp xỉ bằng 1,34 này. Các bạn làm ra viết ra nháp nhé. 2 phần căn 2 chứ con thức ở mẫu thì nó bằng căn 2, vậy bằng 1,4. Ok, rồi không cần phải tính chỗ này nữa. Bạn nào mà còn nghi ngờ thì các bạn lấy máy tính các bạn tính nhá. May ngồi đây gió to quá các bạn ạ, nó cứ rung liên tục. Vậy thì ở đây mình suy ra max của y khi x xì thuộc cái đoạn từ trừ 1 đến 2 nó bằng 2 phần căn 2 tại x bằng 2, mình xin lỗi, tại x bằng 1 và min của y khi x thuộc đoạn từ trừ 1 cho đến 2 sẽ bằng
bằng 0 tại x bằng trừ 1. Xong, được chưa nào? Các bạn có thể viết bằng lời nhé, hàm số đạt giá trị lớn nhất là 2 phần căn 2 tại x bằng 1 và hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại x bằng trừ 1. Được chưa nào? Rất là dễ, đúng không các bạn? Tiếp theo là mình sang một câu hỏi của một bạn. Bạn này thì đây, bạn Lan Cute, rất là hay, thanh niên bây giờ rất là hay. Cute K-U-Q chứ nhỉ, hay K-U-Q nhỉ? So cute đây, cute trong tiếng Anh là gọi là chắc là xinh đẹp. Chào bạn Lan Cute, bạn yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái hàm số y bằng 2 sin bình cộng với 2 sin x trừ 1. Thì cái bài này chắc bạn đang học lớp 11, đúng không? Cái bài này hoàn toàn giải quyết được theo cái cách của năm lớp 11. Không có gì khó cả, đúng không? Đây nhá, nếu bạn đang học năm lớp 11 thì mình thử làm theo kiểu của năm lớp 11 xem có được nhá. Mình hướng dẫn bạn luôn này, y này bằng này, 2 này mình đặt ra ngoài nhá, bên trong này là 2 này, bên trong này còn là sin bình bình x cộng với sin x và trừ đi 1. Được chưa nào? Bằng 2 này nhân với cái gì? Sin bình dưới đây nó chính là sin x này, mình biến đổi thành bình phương của một tổng cộng với 1/2 tất cả bình, đúng không? Và trừ đi cái này là có sin bình và cộng với 2 tích số nhất cho số thứ hai, tức là cộng với sin x đây rồi. Và ở đây cộng thêm 1/4, vậy ở đây mình phải trừ đi 1/4. Trừ đi 1. Ok chưa? Bằng, mình phá ra, bây giờ mình nhân phá ra, đây là 2 này nhân với sin x cộng với 1/2 tất cả bình này. 2 nhân 1/4 thì bằng là 1/2, vậy đây trừ 1/2. Trừ đi 1/2 này, trừ đi 1. Đấy, trừ 1. Vậy đây bằng 2 nhân với sin x cộng với 1/2 tất cả bình phương. Đây là 2, 1, 2 cộng 1, đây bằng trừ 3/2. Ok, đến đây là xong rồi. Các bạn thấy là gì? Đây nó là một biểu thức. Biểu thức này. Và cái x này nó thay đổi, đúng không nào? Và trừ đi, trừ đi cái thằng này. Vậy thì bạn thấy rằng là nếu như cái hàm số đạt giá trị lớn nhất khi nào? Max của y này, khi cái cả cái biểu thức này nó làm sao? Đạt giá trị lớn nhất, đúng không nào? Thế thì theo như đúng đúng cái mình vừa nói thì mình suy ra như này nhá, bạn nhìn dễ là này, max của y khi nào? Khi và chỉ khi cái sin x cộng 1/2 này là max, đúng không nào? Tức là sin x cộng với 1/2 là mình xin lỗi, tất cả bình là max. Được chưa nào? Vậy cái này max khi nào? Bạn thấy rằng là max khi cái sin x này, bạn thấy sin x này trừ 1 luôn nhỏ hơn hoặc bằng sin x và nhỏ hơn hoặc bằng 1, đúng chưa nào? Thế thì bạn thấy rằng là cái sin x này đạt giá trị lớn nhất khi sin x bằng 1, được chưa? Khi sin x bằng 1, vậy thì khi sin x bằng 1 nhé, khi này, khi max khi sin x bằng 1, sin x bằng 1 thì đương nhiên suy ra x ở đây nó bằng là pi nhân 2 cộng k2pi rồi, đúng nào? Ở đây k thuộc z nhé, thuộc z. Thì sin x bằng 1 rồi bạn thay vào đây, đúng không? Sin x bằng 1 rồi thì max y, max của y bạn thấy nó sẽ phải bằng là gì? 1 cộng 1/2, tức là 2 này nhân với 1 cộng với 1/2 tất cả bình trừ đi 3/2, đúng không? Đây bằng gì? 2, 1 là 2 cộng 1, đây bằng 3/2. 3/2 tất cả bình, tức là bằng 2 nhân với 9/4, đúng nào? Và trừ đi 3/2, vậy đây nó bằng là 9/2. 9/4, đây là 9/2, đúng không? 9/2 trừ đi 3/2, 9 trừ 3 bằng 6, 6, 6, 6 trừ 2 bằng 3. Đấy, max của nó sẽ bằng 3. Max bằng 3 rồi thì bây giờ min của nó bằng mấy? Bạn thấy min khi nào? Min khi cả cái biểu thức này là nhỏ nhất không? Min khi nào? Min y khi và chỉ khi cái thằng sin x cộng với 1/2 tất cả bình phương là tiến tới min, đúng không? Tiến tới min khi nào? Khi cái sin x này bằng trừ 1, đúng không? Bởi vì sin x này nó là nhỏ nhất rồi, đấy chưa? Bằng trừ 1. Trừ 1 thì có vậy, ở đây mình suy ra x thì sẽ bằng là sao lại bằng sin x bằng trừ 1 được nhỉ? Cái thằng này luôn luôn lớn hơn bằng 0, mình xin lỗi. Khi cái biểu thức này tiến đến min,
cái biểu thức này tiến tới min thì các bạn thấy rằng cái này là nó là bình phương rồi, đúng không? Bình phương thì nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không, được chưa? Vậy thì khi cái sin x phải bằng 1/2, sin x cộng với 1/2 bằng không, đúng không? Cái này bạn giải phương trình ra thôi, bởi vì bạn học phương trình lượng giác rồi, được chưa nào? À, cái này bằng không, bằng không, vậy thì min y ở đây nó sẽ phải bằng, min y ở đây nó sẽ phải bằng là -3/2, bởi vì cái chỗ này nó bằng không rồi, cái chỗ này bằng không rồi, được chưa? Đây bằng -3/2, ok chưa? Thì đây là cái cách làm của năm lớp 11. Còn nếu như nó là của năm lớp 12 thì mình có thể làm như sau. Nếu như bài này của năm lớp 12 nhá, thì các bạn có thể làm như này. Bạn Lan Cute này, bạn Lan Cute và các bạn khác theo dõi đây bài giải này. Mình xin lỗi các bạn nhé, nếu như mình nói mà động chạm gì đấy đến bạn nào đó thì mình xin lỗi, các bạn thông cảm cho mình. Tính mình thì nó cũng hơi hài hước một chút. Và mình cũng, tức là trong quá trình học, kể mình ngày xưa mình đi học cũng thế. Thì muốn là trong cái quá trình học là nó phải thoải mái, thoải mái thì mới học được. Chứ còn khi đã ức chế rồi trong thần kinh rồi thì tốt nhất là ngồi chơi cho nó thoải mái. Thoải mái xong rồi hãng học. Đấy chứ nào. Thế thì bạn nhìn này, người ta bảo yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số này. Người ta không cho cái gì cả trên khoảng cái đoạn nào đó cả. Thì có nghĩa là cái bài này là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định. Đấy chưa? Mà tập xác định của hàm số này nó là gì? D bằng R. Đấy chứ nào? D bằng R. Và bây giờ các bạn phải tính đẳng hàm cấp 1. Y phải bằng gì nào? Mình xin lỗi. Mình nhầm một cái thao tác nhỏ nhỏ. Ở chỗ cái này các bạn nên đặt ẩn phụ đã. Thay vì tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số này theo x, bây giờ mình sẽ tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất theo một cái biến t nào đó và quy về một cách nó dễ dàng hơn. Thế thì bây giờ mình đặt sin x bằng t. Thì vừa nãy mình nói là các bạn rằng sin x luôn lớn hơn bằng -1 và nhỏ hơn bằng 1, đúng không nào? Vậy thì đương nhiên ở đây sẽ -1 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng 1. Được chưa nào? Thế thì lúc này y của các bạn nó sẽ là bằng gì? Thay vào đây nó sẽ là 2t bình phương cộng với 2t và trừ đi 1. Được chưa nào? Thế thì bây giờ thay vì bạn tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 2 sin bình x cộng với 2 sin x trừ 1 trên r. Trên r này. Thì lúc này bạn sẽ tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm y bằng 2t bình cộng với 2t trừ 1 trên cái đoạn t là thuộc đoạn từ trừ 1 cho đến 1. Được chưa? Thì bài toán lại trở về cái bài toán như nãy. Và cái này còn dễ hơn nhiều so với nãy, đúng không nào? Thì bây giờ các bạn bắt đầu tính y phải đây nó sẽ bằng 22 là 4t và cộng với 4. Ok chưa nào? Sau đó ta có cái này thì y như hai bài nãy của bạn, hai bạn hỏi rồi. Đây là -1 nhỏ hơn t và nhỏ hơn 1. Và y phải ở đây bằng 0. Mình cũng suy ra nghiệm luôn nhá. -1 này, nhỏ hơn t này, nhỏ hơn 1 này. Cái này các bạn cho y phải bằng 0 như vậy thì sao lại đây là cộng 4 được nhỉ? Mình xin lỗi, đây là cộng 2. Đấy, cứ nhầm lẫn lung tung. Thì cho cái này bằng 0 thì t sẽ bằng -2/4 tức bằng -1/2, đúng không? T bằng -1/2. Thỏa mãn, đúng không nào? Vậy ở đây mình suy ra t bằng -1/2. Được chưa nào? Tiếp tục bây giờ mình phải tính giá trị tại các đầu mút thôi, y tại -1. Y tại -1 t nhá, tại t bằng -1 các bạn nhớ nhá. -1 này. Thì ở đây là 2. 2 nhân -1 bằng -2 và đây bằng 2. Còn đây hết thì đây nó sẽ bằng -1. Ok chưa? Tiếp tục. Y tại 1 bằng mấy nào? Y tại 1 bằng 1 này. Đây 2 cộng 2 bằng 4, 4 - 1 bằng 3. Các bạn nào mà dễ nhầm các bạn cứ bấm máy tính nhá. Đừng nhầm như mình, đừng bắt chước cái thói quen xấu như thế. Y tại -1/2 bằng mấy nào? Chỗ này chắc phải tính rồi. 2 này, -1/2 bình phương lên nó bằng 1/4 này. Và cộng với 2 nhân -1/2 tức là đây là -1 trừ đi 1 bằng 2/4 tức là 1/2, 1/2 trừ đi 2. 2 là 4, 1 trừ 4 bằng -3/2. Đấy. Thế thì nhìn vào đây mình biết ngay rằng là cái -3/2 bằng 1.5 rồi. Vậy -1.5 ở đây. -1.5 ở đây thì nó sẽ nhỏ hơn cả -1, đúng không các bạn? Nhỏ hơn -1. Nhỏ hơn -1. Vậy thì mình suy ra
max của y khi t thuộc cái đoạn từ trừ 1 cho đến 1. Max của t, max của y này thì nó chính là max, theo t này cũng max của y theo x kia các bạn ạ, sẽ bằng 3 là lớn nhất tại t bằng 1. Nhưng bây giờ người ta muốn tại x bằng bao nhiêu, đúng không nào? Tại t bằng 1 thì vậy hay này, các bạn đã xin x bằng t rồi thì xin x ở đây sẽ bằng 1, đúng không nào? Vậy bây giờ mình suy ra x thì bằng sin x bằng sin pi 2, đúng không? Đây sẽ bằng pi trên 2 cộng với k2pi. Ở đây k thuộc z. Ok chưa? Tiếp tục min của y t thuộc cái đoạn từ trừ 1 cho đến 1 nó sẽ phải bằng trừ 3 phần 2 tại t bằng trừ 1 phần 2 hay sin x bằng trừ 1 phần 2, mà trừ 1 phần 2 chính bằng sin của trừ pi 6. Vậy ở đây mình suy ra có hai nghiệm x bằng trừ pi 6 cộng với k2pi, và một nghiệm nữa là x bằng pi trừ pi 6 tức là cộng, đúng không, 7 pi 6 cộng với k2pi, và k đây thuộc tập số nguyên. Ok chưa nào? Đấy. Đến đây các bạn kết luận như này là xong rồi nhá. Hoặc bạn nào mà muốn cầu toàn hơn nữa, chu toàn hơn nữa thì các bạn tính max của y khi x thì thuộc r, được chưa? Đây nó sẽ bằng 3 này. Và min của y khi x thì thuộc r sẽ bằng trừ 3 phần 2. Vậy xong. Đấy, đây là tổng hợp mà 3 câu hỏi mà mình nhận được của các bạn gửi đến cho mình. Và mình đã trình bày xong. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn lại tiếp tục, các bạn comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời thêm cho các bạn. Và mình cũng sẽ tổng hợp thêm một số cái bài tập và có đáp án về cái phần giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất này ở dưới cái chỗ dưới video. Các bạn bấm vào cái hiển thị thêm, rồi các bạn bấm vào cái link download cái bài tập về các bạn xem. Thì khi mà các bạn download, các bạn bấm vào link nhé, thì nó sẽ hiện ra cái mục có cái quảng cáo. Thì các bạn chờ khoảng 3 giây, các bạn bấm cái chỗ bỏ qua quảng cáo hoặc là skip ad trên cùng góc bên phải ấy. Các bạn bấm vào đấy thì sau đó nó sẽ tự động download về máy của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ gửi về cái địa chỉ email này cn68a@gmail.com. Ok, các bạn gửi về đây cho mình thì sau đó mình sẽ tổng hợp và mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tốt.